Tiếp theo nó là gì? Nó là cái bộ phận khung xe. Cái khung xe này thì các bạn không nhìn thấy, nhưng nhà sản xuất đã công bố là họ sử dụng cái công nghệ hàn mới. Và cái khung này đã được tinh chỉnh giúp cho cái khung này nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhé, nhưng cái sự vững chắc và thoải mái nó lại ổn hơn. Nói đến xe Honda, chúng ta nhắc ngay đến những công nghệ vượt trội hàng đầu. Nhưng Honda hai bánh ngày nay đã khác, không chỉ sở hữu những công nghệ hàng đầu mà còn sở hữu vẻ đẹp thời trang, thời thượng. Đó chính là chiếc Honda SH1 vừa mới được ra mắt xong. Minh chứng là Honda SH1 đã xuất hiện trong một cái clip quảng cáo đặt ngay tại kinh đô thời trang thế giới, đó chính là Paris. Nó thể hiện vẻ đẹp, vẻ thời trang. Và đây, thưa quý vị và các bạn, Honda SH1 2020. Ngay bây giờ, các bạn đã có thể sở hữu chiếc xe này ở tất cả những cái đại lý head của Honda trên toàn quốc. Và ngày hôm nay tôi cũng sẽ là một người đến để xem chiếc xe này nó như thế nào, nó có gì đặc biệt, ra làm sao mà nó lại được nhiều người đón chờ như vậy. Chúng ta sẽ đi một vòng để xem cái phần thiết kế ngoại thất, có nghĩa bên ngoài của chiếc xe này. Trên chiếc xe này nó đã nâng cấp hẳn so với chiếc SH1 đời trước, công nghệ hơn, đẹp hơn và điệu hơn. Tôi phải dùng từ điệu mới đúng, nhất là ở cái phần đầu xe này. Đây, hãy nhìn cái phần vân này, nó nổi khối chấm chấm nhỏ ở trong như những cái hạt kim cương lấp lánh. Phải dùng từ điệu, phải dùng từ điệu cho cái chi tiết này. Và ở trong nó còn có một chữ SH ở đây nhé. Chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà lại tinh tế vô cùng. Và bật lên thì đẹp lắm. Bật lên thì đây, các bạn hãy xem ở chiếc xe này, các bạn sẽ bật được lên. Đó. Đấy, nhìn cái đèn này. Đó, nó thế này cơ mà. Đấy, đẹp thế này cơ mà. Đó. Đấy, nhắc đến cụm đèn thì chúng ta sẽ có thêm cái hệ thống đèn pha cốt LED 2 tầng luôn, có nghĩa là công nghệ gọi là có thể nói là mới nhất và hiện đại nhất của những chiếc đèn xe máy thời điểm hiện tại. Đấy, công nghệ nó là thế, mà cái này nó lại còn đẹp chứ. Hai cái cụm này thì nó nổi khối lên này, giá như nó mà là đèn LED thì cũng hoàn hảo. Đó, chúng ta sang đến phần bên này đi, chúng ta nói tiếp về cái chiếc xe này. Tôi sẽ nói chiếc xe này cho nó tiện hơn. Ở chiếc xe này thì chúng ta sẽ có cái design hình chữ S mô phỏng chữ SH. Cái chữ S mới, cái đường cong mới này và cái khu vực thiết kế của cái phần yên này đã tinh chỉnh một chút để ngồi được thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Đó, đấy cũng là một cái điểm rất là hay. Chúng ta sẽ quay ra phần đầu nhé. Phần đầu vô cùng đẹp đây, hãy lại gần đây. Cái phần đầu thì chúng ta sẽ có cái mặt đồng hồ hình tròn giống như cái đồng hồ đeo tay, nhưng ở dưới chúng ta lại có cái màn hình điện tử cũng rất đẹp. Khu vực những cái nút bấm, còi, xin nhan, rồi đề nổ các thứ thì đã khá quen thuộc rồi. Nhưng hãy để ý đến cái tay nắm. Cái vân này thì nó giống hệt với cái vân ở mặt nạ đằng trước mà nó đèn, mặt nạ đèn định vị ban ngày đấy. Chúng ta vừa nhìn đấy, đấy. Đến cái chi tiết nhỏ như thế này mà họ cũng làm cũng rất là tử tế, cẩn thận, làm cẩn thận luôn. Còn một cái mà tôi thích nữa, cái mà ít ai để ý đấy, cho là gương. Cái gương này nhé, họ làm màu nhôm mà nhôm lại không phải là quá bóng, lại ngà ngà vàng. Nhìn cứ như kiểu nhôm bị cũ. Không hề. Cái nhôm màu ngà ngà vàng, cái viền này, ô nó đẹp, nó đẹp. Viền này còn phay xước nhá. Xôi. Tóm lại là điệu. Tóm lại là cái chi tiết màu này rất điệu luôn, cực kỳ điệu đà luôn. Ở cái phiên bản mà tôi đang đứng cạnh là phiên bản thời trang thì sẽ được trang bị cái bộ mâm là mâm màu nhôm, màu bạc đấy. Còn phiên bản thể thao ở đằng sau, cá tính thì sẽ là màu đen nhám. Và đều được trang bị phanh ABS nhé, phanh ABS luôn, cùng phanh Nissin. Tóm lại là phần đầu là rất là ưng rồi đấy, rất là ưng. Nhìn tổng thể chiếc xe này nó mang đậm chất của một chiếc Honda SH to. Thay vì là chiếc Honda SH1 đời trước thì nó hơi bị nhỏ nhỏ một chút, thì cái này nó điệu hơn và tất cả những cái nét đẹp của chiếc Honda to, SH to đã đều được đẩy lên chiếc xe này. Thực sự mà nói thì không chỉ là công nghệ
mà nó còn là biểu tượng về thời trang đấy, đẹp thật sự. Đây sang bên phần hông, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái viền nhé, chrome sang bóng luôn. Đây cũng là một điểm nhấn mà học hỏi của người Anh SH, mà thậm chí nó còn đẹp hơn, thậm chí nó còn đẹp hơn đây này. Và nước sơn nhé, nước sơn của Honda SH mode càng ngày càng đẹp, công nghệ sơn của họ càng ngày càng nuột thật sự luôn. Đây cái để chân, những cái điểm tinh tế rất nhỏ nhé, ví dụ như cái để chân bên này này, và cái nắp của cái ống xả ở bên kia. À, họ làm rất chỉn chu. Đây nói đến là phải cho các bạn xem ngay đây, cái nắp của cái ống xả ở bên này quá đẹp. Nhiều khi nhá, chỉ vì cái nắp của ống xả này không đẹp thôi mà rất có thể người tiêu dùng sẽ không mua xe nữa. Thì cái xe này đấy, đấy là cái chi tiết rất nhỏ thôi, có thể không phải nhiều người quan tâm lắm, nhưng mà một hãng xe cũng chỉ vì cái nắp ống xả nó xấu thôi mà không bán được xe mà chết cả dòng xe luôn. Đấy, hãy làm cho nó đẹp đến từng chi tiết nhỏ. Những cái chi tiết càng nhỏ càng đẹp thì nó càng giá trị. Sang đến phần đuôi xe, chúng ta sẽ thấy cái yên này, cái yên của phiên bản thời trang thì có hai màu. Đó, có cả chữ SH mode ở đây luôn. Rất là điệu. Rồi cái tay nắm cũng làm cái màu bạc nổi bật và rất là điệu đà. Cái cụm đèn sau nó thuôn thon gọn kết hợp với cái ốp chrome viền xung quanh, rất là đã mắt, nhìn thời trang và khỏe khoắn nhỉ. Ấy, chất lượng chưa? Mình là mình thích cái kiểu như thế này, càng ngày nó càng thời trang. Nhưng mà theo mình ý, theo mình thì cái phiên bản thời trang này nó sẽ phù hợp nhiều hơn với phụ nữ, chị em phụ nữ thì sẽ thích cái phiên bản thời trang này hơn. Còn nam giới thì mình nghĩ là cái phiên bản này, cái phiên bản thể thao này sẽ đẹp hơn. Phiên bản thời trang này nếu như phanh CBS nó có giá là 53.890.000, còn phiên bản ABS của thời trang là 57.890.000. Còn phiên bản thể thao, phiên bản cá tính này thì là 58 hay là 59.890.000 gì đấy, loanh quanh đấy, dưới 60 triệu. Đây, nó thay đổi là nhá, giảm sóc, sơn đen nhám, vành, sơn đen nhám, hai màu tương phản, hai màu tương phản luôn. Nó đem đến cái cảm giác khỏe khoắn và cái yên cũng được khâu bằng chì đỏ tương phản. Đúng là đúng đậm chất thể thao luôn. Đây, cái tay nắm cũng là sơn đen nhám luôn. Phải nói là đẹp. Rồi, chúng ta đã nói về những cái vẻ bề ngoài rồi. Bây giờ công nghệ của chiếc xe này là công nghệ gì? Đầu tiên, những cái mà chúng ta dễ nhớ là cái khóa thông minh này. Rồi ở đây chúng ta có thêm một cái cổng sạc USB, có thể để điện thoại ở đây. Đấy nhá, để điện thoại vào đây này. Đấy, để vừa điện thoại, gọn gàng ở trong này luôn. Sạc điện thoại ở khu vực này tôi đánh giá là rất thông minh và an toàn. Tại sao là như vậy? Nó sẽ an toàn hơn là khi sạc ở đây. Trong cốp nó vốn đã nóng rồi, lại còn cắm sạc thì tôi nghĩ nó không hợp lý cho lắm. Thì họ đã chuyển cái sạc ra đây là một điều hết sức tinh tế, hết sức tinh tế luôn. Đấy là cái thứ nhất, khá là quen thuộc. Cái thứ hai là chúng ta lại có cái nhỏ nhỏ ở đây, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cực kỳ hữu ích nha. Cái móc treo đồ cực kỳ hữu ích, rất nhỏ thôi mà hữu ích. Nếu không có cái này là kém đi một cái công năng rất là hay sử dụng ở trên xe. Gọn vào, đóng vào gọn gàng luôn. Tiếp theo nó là gì? Nó là cái bộ phận khung xe. Cái khung xe này thì các bạn không nhìn thấy nhưng nhà sản xuất đã công bố là họ sử dụng cái công nghệ hàn mới. Và cái khung này đã được tinh chỉnh giúp cho cái khung này nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhé, nhưng cái sự vững chắc và thoải mái nó lại ổn hơn. Ồ, thế mới hay. Cái này thì có lẽ là phải đợi khi nào có mình mượn được một chiếc xe để mình chạy thử thì mới biết được. Còn ngay thời điểm này chưa được chạy, chỉ được gọi là mượn sờ mó ở trong showroom thôi thì vẫn chưa thể biết được là cụ thể là nó êm và nó bền chắc như thế nào. Nhưng mà đấy, một cái công nghệ rất hay mà được Honda áp dụng là nhẹ hơn nhưng mà lại cứng vững hơn và thoải mái hơn. Rất hay. Tiếp theo công nghệ nó nằm ở đâu? Nó tiếp theo nó là ở cái động cơ này này. Cái động cơ này họ đã dùng rất nhiều công nghệ mà bây giờ liệt kê ra thì bản thân tôi cũng không thể hiểu sâu được và các bạn cũng không cần thiết phải biết. Nhưng họ đã tinh chỉnh sử dụng cái động cơ 4 van nhé, 4 van, 2 van nạp, 2 van xả.
giúp cho cái mức công suất được tăng mạnh mẽ hơn, nhưng cái mức tiêu hao nhiên liệu nó lại giảm đi. Lần nào cũng thế, nghe thì rõ là sai lè lè thôi, làm gì có chuyện mà ăn ít hơn mà người lại tăng cân nhanh hơn, đúng không? Logic là như vậy, nhưng mà công nghệ lại là khác, áp dụng công nghệ cao vào thì lại hoàn toàn khác. Họ đã áp dụng công nghệ rất nhiều, nhưng bây giờ để liệt kê ra thì mệt mỏi lắm. Cho nên là chúng ta chỉ nôm na là cái động cơ này nó đã bớt đi, tiết kiệm nhiên liệu hơn, mạnh hơn, êm ái hơn. Cái động cơ ESP Plus, hay chúng ta hay gọi nôm na là ESP cộng, ngon hơn rồi. Hôm trước thì cái buổi ra mắt thì tôi cũng đã chạy thử sơ sơ rồi, tất nhiên là cũng cảm nhận nhẹ nhẹ thôi, chưa cảm nhận được sâu. Trong thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng mượn để cảm nhận sâu hơn trên những cung đường xa, ví dụ như là Tam Đảo hay là đâu đó xa xa gì đó, để phục vụ anh em có nhu cầu, phục vụ chị em có nhu cầu. Đấy, cái động cơ này là một cái động cơ rất hay. Một vài chi tiết trên phiên bản thể thao là giảm sóc đỏ này, tương phản này, nó giống kiểu một chiếc xe ô tô siêu xe thể thao thì hay sử dụng cái kiểu này. Rồi cái phần phanh trước cũng được sơn màu đỏ. Đấy, đây này, đẹp hơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta mở cốp ra nhá, để xem ở trong cốp thì sẽ như thế nào. Cái cốp này thì nó vẫn như thường lệ thôi, cũng cải tiến một chút. Nó sẽ, tôi nghĩ là để vừa một cái mũ 3/4 cộng một cái laptop nhỏ, sổ sách, rồi một số những cái đồ dùng nhỏ nhỏ ở đây. Tóm lại là dùng được, chưa phải là rất to, không thể nào mà so sánh với cả anh Lít thần thánh được. Nên là như thế này đã là quá ngon rồi, bởi vì cái bình xăng đặt ngay đây, cái bình xăng đặt ngay đây này. Đấy. Đó, tôi để đồ này vào đây. Bình xăng đặt ngay đây cho nên là cái việc mà đó, xăng đặt đây. Đấy. Thôi, hợp lý. Rồi. Tổng thể về chiếc, đây các bạn hãy nhìn cái đồng hồ lại một lần nữa nhá. Lại cái đồng hồ một lần nữa nhá. Đây này. Tôi sẽ tắt đi để bật lại cho bạn nhìn, các bạn nhìn nhá. 1, 2, 3. Đấy, đẹp chưa? Ở trong cái kim này nó còn có những cái vân giống hệt những cái vân ở trên tay nắm, hay là cái vân ở khu vực đèn định vị ban ngày phía trước. Đồng hồ cũng rất là sáng sủa. Cái đồng hồ này thì nó sẽ hay ở cái chỗ là cho dù là 12 giờ trưa mà bạn có đi thì bạn cũng sẽ nhìn thấy rất rõ cái con số này. Đó là đồng hồ ánh sáng ngược, có nghĩa là nền nó sẽ đen và số thì nó màu trắng. Đó là một cái điều rất thú vị. Đấy, bây giờ mình sẽ bật xi nhan lên đi xem nào, xem đó, đẹp quá. Nhìn cái khu vực này các bạn sẽ thấy, ôi thực sự là thời trang, đẹp mắt thật, ấn tượng nhỉ, rất là điệu, điệu, tôi phải dùng cái từ điệu, điệu đà và quý phái. Một chiếc xe máy mà dùng từ đấy nó hơi mạnh, nhưng mà thực sự nhìn tổng thể chiếc xe này cũng phải thốt lên một điều là nó thực sự điệu. Những ai mà thích sang chảnh một chút, điệu đà một chút, và vip vip một chút thì Honda SH1 tôi nghĩ là quá hợp lý trong tầm giá, đúng không? Phiên bản này là 59 triệu, phiên bản này là 53 triệu mấy trăm, là đã bắt đầu từ hơn 53 triệu là đã mua được rồi, hợp lý quá. Rồi các bạn thấy chiếc Honda SH1 này như thế nào, hãy cùng comment ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm chiếc xe này. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Xe Hay. Bye bye.